Xin chào quý vị và các bạn, chúng ta lại gặp nhau trong thời lượng của tin mới. Hãy cùng dành ra ít phút mỗi ngày để lắng nghe những tin tức nóng nhất, những sự kiện đã diễn ra trong ngày trên kênh tin mới. Đến với bản tin ngày hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng điểm qua những nội dung chính đáng chú ý ngay sau đây. Bão Noru giảm sức gió và mưa khi đổ bộ khu vực Thừa Thiên Huế, Quảng Ngãi. Lúc 0 giờ ngày hôm nay, tại Sở Chỉ huy Tiền phương của tỉnh Thừa Thiên Huế, Phó Thủ tướng Lê Văn Thành, trưởng ban chỉ đạo tiền phương ứng phó bão số 4 đã chủ trì họp trực tuyến với các địa phương để nắm bắt thông tin diễn biến và chỉ đạo công tác ứng phó với bão số 4, bão Noru. Theo báo cáo của các địa phương, đến lúc 0 giờ, tại Đà Nẵng vẫn còn 60 ngư dân đang còn ở trên tàu thuyền neo đậu ở Âu Thuyền Thọ Quang. Chính quyền đã cử lực lượng cưỡng chế, trong thành phố đã nhiều cây xanh bảng hiệu gãy đổ nằm la liệt trên đường. Tại Quảng Ngãi đã có gió giật cấp 12 ở đảo Lý Sơn. Tại Quảng Trị, từ chiều đã có lốc xoáy làm 120 nhà bị tốc mái, sập tường và 4 người bị thương. Hiện đảo Cồn Cỏ có gió cấp 8, giật cấp 10. Đảo Cồn Cỏ đã thực hiện mở 2 hầm quân sự để chiến sĩ và người dân vào trú ẩn. Khoảng 400 người. Họp khẩn với các địa phương, Phó Thủ tướng Lê Văn Thành đánh giá cao các địa phương đã chuẩn bị rất tích cực, trách nhiệm. Phó Thủ tướng nêu rõ, tới thời điểm này các địa phương, lực lượng đều ứng trực nghiêm túc. Phải chú trọng bảo đảm an toàn cho người dân và tất cả các lực lượng cứu hộ. Cứu người dân là nhiệm vụ ưu tiên hàng đầu, hạn chế tối đa thiệt hại về người và tài sản. Phó Thủ tướng cũng yêu cầu sau khoảng 2 giờ các địa phương báo cáo cập nhật qua số đường dây nóng về tình hình diễn biến, thiệt hại, những vấn đề phát sinh đột xuất khó khăn. Nếu phát sinh những điều bất thường, tình huống xấu thì các địa phương phải báo cáo về ban chỉ đạo tiền phương lập tức. Trước những biến cố lớn, địa phương chưa làm chủ được tình hình thì phải thông tin, trên cơ sở đó sẽ điều động các lực lượng và hỗ trợ. Vào hồi 1 giờ ngày hôm nay, vị trí tâm bão ở vào khoảng 15,7 độ Vĩ Bắc, 109,1 độ Kinh Đông trên ven biển Quảng Trị, Quảng Ngãi. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 12, từ 118 đến 133 km/giờ, giật cấp 14. Bán kính gió mạnh từ cấp 6, giật từ cấp 8 trở lên, khoảng 200 km tính từ tâm bão. Bán kính gió mạnh từ cấp 10, giật từ cấp 12 trở lên, khoảng 50 km tính từ tâm bão. Dự báo trong 12 giờ tới, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây, mỗi giờ đi được khoảng 20-25 km, đi vào đất liền các tỉnh Trung Trung Bộ và suy yếu dần. Đến 13 giờ ngày hôm nay, vị trí tâm bão ở vào khoảng 15,8 độ Vĩ Bắc, 106,8 độ Kinh Đông trên khu vực Nam Lào. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, từ 62-74 km/giờ, giật cấp 10. Dự báo trong 12-24 giờ tiếp theo, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây, mỗi giờ đi được khoảng 20-25 km, suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới, sau suy yếu thành một vùng áp thấp. Đến 1 giờ ngày mai, vị trí trung tâm vùng áp thấp ở khoảng 16,1 độ Vĩ Bắc, 104,3 độ Kinh Đông trên khu vực Thái Lan. Sức gió mạnh nhất ở trung tâm vùng áp thấp giảm xuống dưới cấp 6, dưới 39 km/giờ. Vùng nguy hiểm trên biển trong 24 giờ tới, gió mạnh từ cấp 6 trở lên, giật từ cấp 8 trở lên, từ vĩ tuyến 12,5 đến 19,0 độ Vĩ Bắc, phía tây kinh tuyến 112,0 độ Kinh Đông, toàn bộ tàu thuyền, đê, kè biển, khu nuôi trồng thủy sản và các hoạt động khác tại các vùng biển trên đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió mạnh, sóng lớn, lốc xoáy và nước biển dâng do bão. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 4. Dự báo trong 6 giờ tới, một số khu vực thuộc các tỉnh từ Quảng Bình đến Bình Định, Kon Tum tiếp tục có mưa với lượng mưa tích lũy phổ biến từ 60 đến 120 mm, cục bộ có nơi trên 180 mm. Đà Nẵng, hai nhà bị tốc mái, 172 trạm biến áp mất điện. Đến 5 giờ sáng nay, Đà Nẵng gió rất lớn và mưa to. Theo báo cáo mới nhất của Ban chỉ đạo tiền phương ứng phó bão số 4 tại Đà Nẵng, có 2 nhà bị tốc mái, 172 trạm biến áp mất điện đã khôi phục 89, ngã đổ 175 cây xanh và một số biển hiệu. Đến thời điểm này, vẫn chưa có thông tin mới về 60 người ở dưới thuyền nổ máy tại Âu Thuyền Thọ Quang, quận Sơn Trà. Hiện tại gió rất lớn. Bão đang hoành hành trên đất liền khu vực Thừa Thiên Huế, Quảng Ngãi. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 10-11, từ 89 đến 117 km/giờ, giật cấp 13. Nhiều nhà bị tốc mái, sập tường, cây đổ, đã có 4 người bị thương. Tình trạng mất điện diện rộng diễn ra tại nhiều địa phương. Dự báo trong 12 giờ tới, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây, đi sâu vào đất liền các tỉnh Trung Trung Bộ và suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới.
cảnh báo gió mạnh, sóng lớn trên biển. Vùng biển ngoài khơi khu vực từ Quảng Bình đến Phú Yên, bao gồm huyện đảo Cồn Cỏ, Cù Lao Chàm, Lý Sơn, có gió mạnh cấp 8, 9, vùng gần tâm bão mạnh cấp 10, 11, gió giật cấp 12, sóng biển cao từ 4 đến 6 mét, biển động dữ dội. Cảnh báo mưa lớn tại khu vực Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Kon Tum với lượng mưa phổ biến từ 120 đến 200 mm, có nơi trên 250 mm. Tại Quảng Nam có nơi mưa to, sức gió tại các huyện thị ven biển đã đạt cấp 8, cấp 9, Tam Kỳ đã có gió giật cấp 13. 3.997 trạm biến áp bị mất điện chưa khôi phục đã ghi nhận thiệt hại về tốc mái nhà, cây đổ. Dù đêm qua tại đảo Cù Lao Chàm, xã Tân Hiệp, thành phố Hội An, Quảng Nam gió rất lớn, nhưng theo thông tin ban đầu thiệt hại do bão số 4 gây ra không lớn bằng các cơn bão trước đây. Hiện trời ngớt mưa, gió giảm dần nhưng sóng biển còn lớn. Tại Kon Tum, cây đổ chắn ngang đường tại thôn Ba Khen, xã Vân Xuôi, huyện Tumorong, tỉnh Kon Tum. Lực lượng chức năng đang tiến hành chặt cây, thông tuyến đường, lũ về cắt ngang đường tại thôn Trung Tam, xã Mang Ri, huyện Tumorong, tỉnh Kon Tum. Theo dự báo, với tình hình mưa to hiện nay, khả năng cao huyện Tumorong sẽ có điểm bị chia cắt. Sạt lở đất sát nhà anh A Trinh, thôn Trung Tam, xã Mang Ri, huyện Tumorong, tỉnh Kon Tum. Hiện nay trên địa bàn huyện Kon Plong, tỉnh Kon Tum có 5 xã bị mất điện là Đắc Rinh, Đắc Nên, Đắc Tăng, Măng Bút và Pờ Ê. Công ty điện lực Kon Tum đang cho kiểm tra để tiến hành đóng điện sớm nhất cho các địa bàn trên. Thông tin từ Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ngãi cho biết, sáng ngày 28 tháng 9 tại huyện đảo Lý Sơn vẫn còn có gió cấp 8, giật cấp 9, khu vực khu kinh tế Dung Quất, gió cấp 5, giật cấp 9, khu vực các huyện phía Bắc tỉnh vẫn còn mưa to. Điều đáng mừng đến thời điểm này, trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi chưa ghi nhận thiệt hại về người và tàu thuyền. Riêng tại huyện đảo Lý Sơn, một số nhà dân bị tốc mái, cây xanh bị ngã đổ, các huyện còn lại cơ bản an toàn. Toàn tỉnh có 6 huyện gồm Sơn Tịnh, Tư Nghĩa, Bình Sơn, Nghĩa Hành, Trà Bồng, Lý Sơn bị mất điện từ khuya ngày 27 tháng 9 với số lượng khoảng 216.500 khách hàng, chiếm hơn 51,2% tổng số khách hàng trên toàn tỉnh. Sáng nay, hàng nghìn người dân ở các khu trung tâm lưu trú chống bão các huyện ven biển tỉnh Quảng Ngãi được đưa về nhà. Hồi 7 giờ sáng nay, vị trí tâm bão ở trên đất liền khu vực Thừa Thiên Huế, Quảng Ngãi, sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, từ 62 đến 74 km/h, giật cấp 10. Bán kính gió mạnh từ cấp 6, giật từ cấp 8 trở lên, khoảng 120 km tính từ tâm bão. Dự báo trong 12 giờ tới, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây, mỗi giờ đi được 20 đến 25 km, đi sâu vào đất liền và suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới. Sau đó, tiếp tục suy yếu thành một vùng áp thấp trên khu vực Thái Lan. Sức gió mạnh nhất ở trung tâm vùng áp thấp giảm xuống dưới cấp 6, dưới 39 km/h. Ghi nhận đến 8 giờ sáng nay, thành phố Đà Nẵng đã ngưng gió, còn lất phất mưa. Lực lượng chức năng có mặt tại tất cả các địa điểm có cây ngã đổ để cắt tỉa và thu dọn sau bão. Nhiều tuyến đường đã lưu thông an toàn sau khi thu dọn cây xanh. Cầu sông Hàn đã lưu thông trở lại. Theo dự báo của các cơ quan khí tượng thủy văn, hiện nay bão số 4 đã đi vào đất liền khu vực Thừa Thiên Huế, Quảng Ngãi. Trong ngày hôm nay, tại thành phố Đà Nẵng có mưa phổ biến từ 50 đến 100 mm, có nơi trên 100 mm, trên đất liền có gió cấp 8, 9. Ban chỉ huy phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự thành phố Đà Nẵng đề nghị người dân không được chủ quan, không sửa chữa nhà cửa khi chưa thực sự cần thiết, không được đi lại hoặc đánh bắt trên biển, sông, suối, hồ, đập, vùng trũng, thấp, ngập lụt, sạt lở. Người dân không thực hiện các hoạt động chưa cần thiết khác để tránh các tai nạn, sự cố đáng tiếc xảy ra. Nhiều tỉnh ven biển miền Trung chịu thiệt hại do bão số 4 Noru gây ra, bước đầu xác định hàng loạt cây xanh, cột điện, nhà bị tốc mái. Tại Quảng Trị, thiệt hại do lốc xoáy tại thị trấn Cửa Việt, huyện Gio Linh hồi 15 giờ 30 phút ngày hôm qua khiến nhiều quán ven biển và 120 nhà bị tốc mái, sập tường, trong đó có 2 ngôi nhà sập hoàn toàn. 4 người bị thương đã được đưa đi cấp cứu tại cơ sở y tế. Thừa Thiên Huế có mưa to đến rất to, gió giật cấp 7, 9. Chưa có báo cáo thiệt hại, sự cố và yêu cầu cứu hộ cứu nạn. Thành phố Đà Nẵng có 2 nhà bị tốc mái, 172 trạm biến áp mất điện đã khôi phục 89, ngã đổ 75 cây xanh và một số biển hiệu. Chưa có thông tin mới về 60 người ở dưới thuyền nổ máy tại âu thuyền Thọ Quang.
tỉnh Quảng Nam Tam Kỳ đã có gió giật cấp 13, 3.997 trạm biến áp bị mất điện, chưa khôi phục, đã ghi nhận thiệt hại về tốc mái nhà, cây đổ. Tỉnh Quảng Ngãi, một số nhà dân bị tốc mái, chưa thể thống kê được số lượng cụ thể và gãy đổ một số cây xanh tại huyện Lý Sơn, mất điện tại một số huyện, chưa có yêu cầu cứu hộ, cứu nạn. Tỉnh Bình Định có mưa nhỏ, gió khoảng cấp 5, chưa có báo cáo về thiệt hại. Sáng nay, hàng nghìn người dân ở các khu trung tâm lưu trú tránh bão các huyện ven biển tỉnh Quảng Ngãi được đưa về nhà. Huế tập trung khắc phục hậu quả sau bão số 4. Trên nhiều tuyến đường như quốc lộ 1A, 49B, đường tránh Huế, tỉnh lộ 18 và một số tuyến đường trên địa bàn thành phố, do ảnh hưởng của bão số 4, nhiều cây xanh ngã đổ gây ách tắc giao thông, nguy hiểm cho người đi đường. Cảnh sát giao thông toàn tỉnh, công an, các đơn vị địa phương đã huy động lực lượng phương tiện phối hợp với các đơn vị chức năng cưa cây đổ ngã, đồng thời tuần tra tuyên truyền, nhắc nhở người dân không đi vào tuyến đường nguy hiểm. Bão số 4 gây nhiều thiệt hại trên đảo Lý Sơn. Bão số 4 đổ bộ vào Lý Sơn với sức gió cấp 10, 11, giật cấp 12, 13, kèm theo mưa to kéo dài nên gây thiệt hại cho người dân trên đảo. Theo thống kê ban đầu của Ủy ban Nhân dân huyện Lý Sơn, mưa bão đã khiến hàng trăm ngôi nhà bị tốc mái, nhiều phương tiện tàu cá bị sóng đánh chìm, hàng ngàn cây xanh bị đổ gãy, gần 15 hectare hành tím bị hư hại ngập úng. Sáng nay, sau khi bão đi qua, chính quyền huyện đã chỉ đạo các tổ công tác xuống cơ sở để nắm tình hình và thống kê thiệt hại, đồng thời phân công lực lượng hỗ trợ người dân sửa chữa nhà cửa và các công trình phúc lợi khắc phục hậu quả sau bão. Hiện nay, các lực lượng trên đảo đang thu dọn cây xanh bị ngã đổ, các vật dụng bị mưa bão thổi bay, sửa chữa nhà cửa để tạo điều kiện lưu thông, đi lại và ổn định cuộc sống người dân. Trên đây là những thông tin tổng hợp chi tiết những nội dung nổi bật trong ngày của tin mới. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi tới cuối video này. Mọi ý kiến đóng góp quý vị hãy để lại trong phần bình luận phía dưới để đội ngũ của chúng tôi có thể kịp thời hồi đáp. Kính chào quý vị và hẹn gặp lại.